Thầy chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề phân số. Thì ở bài học trước các em đã biết cách rút gọn phân số rồi. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài tiếp theo, đó là bài quy đồng mẫu nhiều phân số. Bây giờ chúng ta vô phần một nhỏ, đó là quy đồng mẫu hai phân số. Thầy xét hai phân số tối giản -3/4 và -7/5. Bây giờ thầy có yêu cầu cho các em như sau. Các em hãy biến đổi các phân số trên thành các phân số tương ứng bằng chúng và có chung một mẫu là 20. Được chưa nè? Rồi ở đây mình thấy mẫu đây là 4. Thì bây giờ mình phải thực hiện nhân cho 5. Vậy mình thực hiện dùng tính chất cơ bản của phân số. Mình nhân cả tử và mẫu cho 5. Thì mình được là -15/20. Tương tự ở đây, mình thấy đây có mẫu là 5. Vậy mình thực hiện nhân cả tử và mẫu cho 4 thì mình được phân số là -28/20. Thì chúng ta đã tìm được hai phân số có mẫu giống nhau, đây là 20. Thì cách làm như vậy nè, được gọi là quy đồng mẫu hai phân số. Và 20 ở đây được gọi là mẫu chung của hai phân số này. Được chưa nào? Thì ngoài cách chọn mẫu chung là 20, mình cũng có thể chọn mẫu chung khác là 40 nè, 60, 80, vân vân. Thế ví dụ ở đây thầy có thể chọn mẫu chung là 40, thì thầy làm tương tự. Ở đây mẫu là 4, vậy thầy thực hiện nhân cả tử và mẫu cho 10. Thì mình thực hiện nhân vô, kết quả là -30/10. Mình thấy mẫu đây là 5, vậy mình thực hiện nhân cả tử và mẫu cho 8, thì được kết quả là -56/40. Thì ngoài cách chọn mẫu chung là 40, bây giờ thầy có thể chọn mẫu chung khác, đó là 60, thì thầy cũng quy đồng được hai phân số này. Được chưa nào? Thì mình thấy được là 20 nè, 40 nè, 60 nè, đều là mẫu chung của hai phân số này. Và chúng ta cũng còn thấy được là gì nè? À, mình thấy 20, 40, 60 đều là mẫu chung của 4 và 5. Vậy mẫu chung chính là gì? À, mẫu chung chính là tập hợp các bội chung của các mẫu. À, ta lưu ý này, mẫu chung chính là tập hợp các bội chung của các mẫu. Được chưa? Thì mình để cho quy đồng đơn giản hơn á, thì người ta thường chọn mẫu chung là bội chung nhỏ nhất của các mẫu. Đây, ví dụ mình chọn 20 đây, thì mình sẽ quy đồng cho đơn giản hơn. Được chưa nào? Thì chúng ta đã biết được cách quy đồng hai phân số rồi. Nếu mà đề bài cho từ 3 phân số trở lên thì chúng ta làm như thế nào? Để biết được điều đó, chúng ta sang phần hai nhỏ, đó là quy đồng mẫu nhiều phân số. Bây giờ chúng ta thực hiện quy đồng mẫu các phân số. Ở trên nè, mình có 3 phân số, mình quy đồng 3 phân số này. Và chúng ta để ý xíu này xíu nè. Đây, mình thấy phân số 3/-2 là phân số có mẫu âm, vậy thầy đưa về mẫu dương, kết quả là -3/2. Được chưa nào? Rồi từ đây mình thực hiện đi tìm mẫu chung, mà theo như phần 1 của mình á, mà muốn tìm mẫu chung thì chúng ta tìm gì? À, bội chung nhỏ nhất của các mẫu này. Vậy thầy tìm bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 2. Được chưa nào? Thầy tìm được là 12. Rồi tiếp theo thầy xem coi thầy nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số cho số nào. Để biết coi mình nhân cho số nào thì mình cứ lấy mẫu chung, mình chia tương ứng từng cái mẫu đây. Đây thầy lấy 12, thầy chia tương ứng mẫu đây là 3, mình được là 4. À, tiếp tục mình lấy 12, mình chia tương ứng mẫu đây là 4. Ở trên nào, mình kết quả là 3, cuối cùng 12 chia 2 là bằng 6. Rồi sau đó thầy nhân lần lượt vô. Đây, thứ nhất phân số -2/3, thầy nhân lần lượt cả tử và mẫu đây cho 4. Nhân cả tử và mẫu cho 4 vô. Chúng ta được kết quả là -8/12. Tiếp tục 1/4. Thầy nhân cả tử và mẫu đây cho 3. Thầy được phân số là 3/12. Và cuối cùng, thầy nhân cả tử cho mẫu cho phân số -3/2 cho 6. Được kết quả là -18/12. Thì qua bài tập này, thì thầy sẽ nêu các ý để cho chúng ta biết được các bước quy đồng mẫu nhiều phân số như thế nào.
Thì trước tiên ta nếu ta gặp phân số mà có mẫu âm thì chúng ta đưa về mẫu dương. Từ đó chúng ta thực hiện đi tìm mẫu chung, mà muốn tìm mẫu chung theo như phần 1 thì chúng ta tìm gì? À, tìm mẫu chung nhỏ nhất của các mẫu. Rồi từ đó chúng ta xem coi nhân cả tử và mẫu cho số nào. Thì đây chúng ta tìm đây. Thì bước này là chúng ta đi tìm từ số phụ. Rồi cuối cùng chúng ta làm sao? À, nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. À, là chưa nào? Thì đây chính là các bước chúng ta quy đồng mẫu nhiều phân số. Các em hình dung được chưa nào? Rồi bây giờ thầy tóm tắt lại cho các em xem. Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau. Bước đầu tiên ta tìm một bội chung của các mẫu, thường là bội chung nhỏ nhất để làm mẫu chung. Bước thứ hai, tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách nào? À, chia mẫu chung cho từng mẫu. Bước thứ ba, mình nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Thì đây chính là ba bước để mình thực hiện quy đồng mẫu nhiều phân số. Rồi để nắm rõ hơn ba bước này thì chúng ta sẽ áp dụng vào một số bài tập cụ thể như sau. Thực hiện quy đồng mẫu các phân số sau. Thầy có hai câu, câu A, câu B. Rồi bây giờ chúng ta làm từng câu, thứ nhất là câu A. Được chưa? Trước tiên mình thực hiện mình quy đồng á thì mình phải kiểm tra những phân số này mẫu đã dương hết chưa. Mình thấy 12, 9, 18 mẫu đã dương hết rồi. Rồi từ đây mình thực hiện đi tìm mẫu chung. Mà muốn tìm mẫu chung thì chúng ta thực hiện tìm gì? À, bội chung nhỏ nhất của ba số này. Mình đi tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 9, 18. Từ đây mình tìm được mẫu chung là 36. Rồi bây giờ mình thực hiện quy đồng. Mình đã tìm được mẫu chung là 36 rồi. Bây giờ thầy sẽ chỉ các em cách quy đồng nhanh luôn. Ở đây mình cứ điền tất cả các mẫu chung 36 vào. Đó, thầy điền tất cả mẫu chung 36 ra. Thấy chưa nào? Rồi bây giờ thầy đi tìm lần lượt từng cái tử đây. Bây giờ thầy tìm cái tử đầu tiên. Mình cứ lấy cái mẫu chung này, mình chia tương ứng từng cái mẫu. Mình lấy 36, mình chia cho 12, mình nhân tử đây là 5 nữa. Thì mình xem rồi, 36 chia 12 nhân 5 kết quả là bằng 15. Vậy mình tìm được tử là 15. Tương tự, mình lấy 36, mình chia 9, mình nhân tử đây là trừ 2. Ở trên nào, lấy 36 chia cho tính 9 nhân tử là trừ 2, kết quả là bằng trừ 8. Điện tử đây trừ 8. Cuối cùng mình lấy 36, mình chia cho 18, mình nhân tử đây là 7. Đây, 36 chia cho 18 nhân cho 7, kết quả là bằng 14. Vậy mình tìm được tử đây là 14. Vậy mình đã quy đồng xong 3 phân số. Đây. Vậy tương tự các em làm câu B được không nè? À, tương tự chúng ta làm câu B. Mình quy đồng 3 phân số 3 phần 8, 5 phần trừ 6, trừ 2 phần trừ 3. À, các em quan sát cái này nè, ta thấy phân số 5 phần 6, 5 phần trừ 6 là phân số có mẫu, à, mẫu âm. Tương tự trừ 2 phần trừ 3 là phân số cũng có mẫu âm luôn. Vậy trước tiên thầy đưa về mẫu dương. À chưa? Rồi mình đưa được về mẫu dương rồi, mình thực hiện đi tìm mẫu chung. Vậy mình đi tìm bội chung nhỏ nhất của 8, 6, 2. Vậy mình tìm được mẫu chung là 24. Rồi từ đây mình thực hiện quy đồng, mình cứ điền mẫu chung vào 24 vào. Rồi từ đây tương tự như ở câu A, mình thực hiện tìm tử, mình lấy 24, mình chia tương đây mẫu là 8, mình nhân cho 3. 24 chia 8, mình nhân cho 3, kết quả là bằng 9. Vậy tử của đây tìm được là 9. Tiếp tục mình lấy 24, mình chia 6, mình nhân tử đây trừ 5. Ở trên này 24 chia 6 nhân cho trừ 5, kết quả là bằng trừ 20. Vậy được tử đây trừ 20. Cuối cùng mình tìm được tử đây là 16. Mình đã quy đồng xong 3 phân số. Rồi các em đã nắm bắt được các bước quy đồng mẫu nhiều phân số chưa? Ở trên này. Rồi bây giờ thầy có cái bài tập như sau. Các em làm vào trong tập của mình. Ở trên nào? Mình có hai bài. Bài đầu tiên là mình quy đồng các phân số. Bài thứ hai là mình rút gọn rồi mình quy đồng đó.